Thưa quý vị, các cá nhân làm nghề môi giới bất động sản sẽ không được hoạt động độc lập riêng lẻ như hiện nay, mà thay vào đó họ sẽ phải thành lập doanh nghiệp, văn phòng môi giới và phải có chứng chỉ hành nghề. Đó là một trong những nội dung đề xuất sửa luật kinh doanh bất động sản năm 2014 do Bộ Xây dựng đưa ra. Trên thực tế thì việc chuyên nghiệp hóa môi trường bất động sản, xóa sổ cò đất đang hoạt động bát nháo là cần thiết. Nhưng làm thế nào để việc quản lý này đi vào thực chất, tránh hình thức đang là vấn đề còn nhiều băn khoăn. Đường DT753 đoạn qua xã Tân Hưng, Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Một trong những khu vực được các môi giới bất động sản hay còn gọi là cò đất tung tin thổi giá vào đầu năm nay. Giá đất được thổi lên gấp đôi, gấp ba. Sau đó được các cò đất sang tay liên tục để kiếm lời. Những cò đất này chủ yếu là môi giới bất động sản tự do từ các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh lên khu vực này làm thị trường, mua bán kiếm lợi nhuận trong một thời gian ngắn rồi rời đi. Kiểu làm ăn chụp giật này tạo nên những con sâu làm dầu nồi canh và khiến thị trường bất động sản trở nên bắt nháo, khó quản lý. Do cò nó đồn giá với nhau thôi, nó cũng như là nó đi khám phá, là nó đồn giá nhau, nó nói là cũng như cái đường này sang năm mở, đầu nó ồn vậy chứ. Thì đa số thì cũng có mấy anh thành phố rồi xuống nhưng cũng không có mua, không có anh nào mua khu này được. Thì nói chung thì đa số thì chạy tới chạy lui thì còn dân địa bàn mình mua không. Theo thống kê, có khoảng 80% giao dịch mua bán nhà đất thành công trên thị trường hiện nay đều thông qua môi giới. Điều đó cũng cho thấy vai trò của các môi giới là rất lớn. Tuy nhiên, để quản lý được số môi giới này lại là vấn đề vô cùng khó khăn. Bởi với một thị trường giá trị lớn, đặc biệt sôi động, thì các môi giới tự phát hiện nay ngày càng nhiều hơn, mua bán thông qua nhiều mối quan hệ khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng những môi giới làm ăn chụp giật sẽ nhanh chóng bị thị trường đào thải. Khi mà mình làm cho công ty, mình chạy ở ngoài, mình về phải chia lại phần trăm cho công ty. Đó. Mà mặc dù mình chạy ở ngoài, mình vẫn có khách hàng, mình vẫn có nguồn sẵn đồ rồi. Nếu mà mình ra đường mà mình làm ăn mà kiểu mà bắt nháo đó, thì từ từ nó sẽ không có ai mà dám hợp tác làm ăn với mình. Và cái nhất, cái thứ hai nữa là cũng không có anh em môi giới nào mà dám làm ăn chung với mình. Nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của người ta. Làm tự do thì nó không phụ thuộc vào vấn đề gì hết. Chỉ đó là do nhu cầu thiết yếu của người mua đặt câu hỏi cho môi giới và môi giới tìm đúng cái vị trí đất đó cho nó phù hợp nhất có thể cho người mua thôi. Đó là cũng không nhất thiết là phải có chứng chỉ. Ai làm trong công ty phải có chứng chỉ. Còn nếu mà làm môi giới tự do thì không nhất thiết. Tại vì nhu cầu của mỗi con người nó sẽ không giống nhau. Ngược lại, đối với những công ty bất động sản đã được thành lập, đề xuất của Bộ Xây dựng là một trong những giải pháp để thị trường bất động sản có thể trở nên chuyên nghiệp hơn, tạo niềm tin cho khách hàng. Vấn đề là làm sao để hình thức quản lý này khả thi và đi vào thực chất, tránh biến đề xuất tạo thành một hình thức trùng sàng mới. Để mà có thể quản lý được hết thì là không thể. Nhưng mà ít nhiều gì các công ty môi giới bất động sản thì họ làm việc họ sẽ trơn tru hơn vì nó phù hợp với cái quyết định của nhà nước và cái quyết định này đưa ra thì nó sẽ rất là phù hợp. Đây là một cái cơ hội cho các bạn để các bạn nó làm đầy đủ cái pháp lý với nhà nước. Tức là các bạn phải có học qua về môi giới thì các bạn mới có thể là các bạn làm việc với cái việc là các bạn mua bán bất động sản được. Đó thì bạn có thể giới thiệu vì các bạn đã học qua rồi các bạn mới có được cái chứng chỉ đó. Thì như vậy nó sẽ rất là tốt và nó sẽ tạo ra cái thị trường nó tốt hơn. Nó có cái chứng chỉ đó thì nó cái thị trường môi giới nó sẽ có những cái phù hợp hơn và nó rõ ràng minh bạch hơn chứ không phải làm lung tung như trước bây giờ. Thực tế từ các đợt sốt đất ảo cho thấy để ngăn chặn tình trạng sốt đất hay các hoạt động bắt nháo trên thị trường, không chỉ cần phải siết chặt hoạt động của các môi giới tự do, mà còn là trách nhiệm quản lý, công khai rõ ràng các quy hoạch, tránh đồn thổi thất
thiệt của chính các địa phương.